Xin chào các bác, em vừa về thêm được mấy cái con Daikin hộp dòng cao cấp lên sóng phục vụ các bác này. Ở đây là cái con Daikin hộp vuông có cái mã là MCK, bọn này thì gọi chung là MCK, nhưng mà trong cái dòng MCK thì lại có dòng hộp vuông này, dòng vầng trăng đấy, vầng trăng các bác nhé, hay là dòng hộp vuông, thì ba cái dòng này cơ bản nó giống nhau. Đấy. Đây là một cái con vầng trăng màu mận rất là đẹp, chưa lên sóng. Còn đây là con hộp vuông, con đồng hồ vuông này đời trước này. Đấy. Sau đó đến con vầng trăng, rồi đến con hộp này. Đấy. Hộp này là đời sau. Như bác hỏi là có khác gì không thì nó khác là khác về cái hình thức bên ngoài là đầu tiên này các bác nhé. Cũng có một cải tiến một vài chức năng. Như vậy cơ bản bên trong thì các cái máy này cũng thiết kế như vậy thôi. Hai cột tĩnh điện ở thế hệ đồng hồ vuông này. Chuyện quay thì cứ so sánh cho các bác thôi. Còn nó cũng phải cơ bản nguyên lý cấu tạo thì đấy, đây là con vầng trăng. Đây các bác nhìn cũng hai cột tĩnh điện. Hai cột tĩnh điện. Anh timer này, màng này, giống hệt. Đây cũng hai cột tĩnh điện đồng hồ vuông nhé. Anh timer này. Và sang cái thế hệ này thì nó cũng cấu tạo như vậy, tất cả sử dụng chung, kể cả màng HEPA. Đây, các bác nhìn cũng hai cột tĩnh điện hai bên, timer, màng HEPA. Khác nhau chủ yếu về mẫu mã một chút, cải tiến một số chức năng nhẹ nhẹ trên này thôi. Còn về cơ bản không có gì thay đổi nhiều. Đấy. Nhưng mà giá thì đương nhiên nó khác nhau vì là nó theo đời thôi. Đấy. Như con này hiện tại những con này thì trên 2 triệu thôi. Con này thì loanh quanh 3 triệu hơn chút tùy vào từng hình thức. Con này thì hơn 4 triệu tí màu cà phê. Những con màu này các bác dùng thì nó khá là sang và nó không bị chuyển màu theo thời gian. Tất cả vỏ nguyên zin hết là về, chỉ có lau cana thôi nhé. Không có lau cana và tháo vệ sinh thôi. Đây là đang vệ sinh một con đồng hồ vuông. Tháo ra vệ sinh hết các máy chùi. Về chức năng trên này đây thì sẽ giới thiệu sơ qua các bạn, nó vẫn giống các model khác thôi. Đầu tiên cái nút này là tăng giảm ánh sáng này. Đấy, ấm giữ 2 giây thì khóa cho em nhé. Hẹn giờ tắt này. Lọc khí nhanh trong vòng 1 giờ. Hẹn giờ bật. Eco. Đây con này cũng có lọc nhanh 1 trạm. Giống các cái đời kia, giống đời kia bằng trăng về cơ bản. Có một chế độ lọc tự động của nó. Chế độ buồm. Chế độ tốc độ lọc khí nhanh chậm tự động. Đã đầu biến áp điện 220V rồi ạ. Đồng hồ thì vẫn báo phần trăm độ ẩm, báo cảm biến bụi, cảm biến môi, báo bụi mịn 2.5 PM. Em để mã số 2. Bên trong cấu tạo thì đây, vẫn cột lọc, hai cột lọc tĩnh điện là cái dòng VIP nhất thì mới có của Daikin. Thanh timer khử khuẩn. Màng HEPA lưới thô đầu tiên. Màng HEPA thay mới, trong là màng than. Đấy. Con này 5 cấp độ lọc, một là mà cột tĩnh điện là 1 này, thô là 2, HEPA là 3, than ở trong là 4 và timer khử khuẩn là 5. Chỉ còn duy nhất cái bọn Daikin này có cái cấp độ lọc nó khủng khiếp như vậy thôi. Bên trong này thì nó cũng là bình nước bùa như các con khác. Bình nước bùa. CK 70 đời 2017, CD máy 8022. Chiếc này em bán là 4.1 triệu bao ship toàn quốc các bác. Bác nào chốt thì các bác alo nhé. 4.1 triệu bao ship. Đầu bên áp điện 220V rồi. Bảo hành 1 năm. Địa chỉ, điện thoại, Zalo, kênh YouTube. Hai kênh YouTube thôi nhé. Kênh này là kênh dưới, Đông Anh Hà Nội. Chào.